Món ăn sáng ngày Chủ nhật, đây là cái món mà các con rất là thích luôn. 4 quả trứng đánh tan ra như thế này. Sandwich trứng kèm một ít bơ nữa, thơm phức luôn. Sandwich này làm mềm đó, các con chúng ta rất là thích ăn luôn, mà lại đơn giản nữa chứ. 5 phút là có ăn à. Cái này mình để lửa vừa thôi, mình đừng có để lửa to quá. Kèm với tương ớt.